đi cùng ai khắp thế giới. Không xanh, mây không nắng, nhưng mà chắc chắn go yêu fan. Ôi trời ơi. Chạy đi chạy. Gì chạy chó mà nào kêu dữ chạy. Kêu sùm trời đất luôn á. Đi chà ba. Rồi biết rồi. Trời ơi, la gì la lối sùm vậy trời ơi. Trời ơi bạn ơi, mới sáng sớm chưa làm gì hết trơn mà đã la lối sùm bắt tôi mở cửa rồi. Rồi. Trời ai sáng sớm la lối sùm chạy. Ủa có ai đâu? Ôi! Ai? Mày nhìn tao mà mày không nhận ra người bạn thơ ấu của mày à đâu? Giọng nói quen. Cái màu da nó cũng quen. Mà cái giọng điệu nói nó cũng quen. Mày la vậy? Nói một kèn như pháo nổ vào tay. Và cuối cùng mày hỏi lại tao một câu. Ai vậy? Thất vọng! Buồn lắm! Em khoan từ. Với cái điệu khóc này thì tôi biết chắc chắn chỉ có một đứa duy nhất thôi. Mày phải không Lu? Trăm năm trong cõi người ta, bia đá cũng mòn là chính tao đây. Lu đây, người bạn của mày đây Dô à. Trời ơi, anh em ơi, tôi qua mai sát, tôi cứ tưởng đâu tôi thoát được nó rồi, nhưng không ngờ nó theo cả bên đây à. Trời ơi, anh em nhìn nó kìa. Trời ơi, người không ra người, ngậm không ra ngậm, chó cũng không ra chó như thế này. Trời ơi, các bạn ơi, chỗ đeo là cả mặt khác rồi, giờ tính sao giờ trời. Đàn sơn dễ đôi, bán tính khó rồi. Trăm năm vẫn thế, làm Dô nó vẫn khỉa tao. Tao nghe hết nha Dô, bây giờ mày còn nói thêm câu nữa tao cắn mày đây. Đàn sơn dễ đôi, bán tính khó rồi. Đây là tao biết, mày vẫn còn thích ăn đòn lắm đúng không Lu? Hả? Mày vậy Lu, tao cười buồn. Mày khỉa, mày hả? Mày đâu? Ngon trời, ngon quá Gô ơi, ngon quá Gô ơi. Ủa mày đổi cái gu ăn thịt thằng cái gu ăn bánh kem hồi nào vậy Lu? Gô à, kể từ khi mày đi, cuộc sống tao đảo lộn 180 độ. Hả? Tao không ngờ mày nhớ tao đó Lu. Tao đi có mấy ngày mà mày mới buồn rồi á. Tao cảm động quá Lu á. Không, ý tao không phải như thế. Ngày mày đi tao vui lắm, tao cười nguyên ngày Dô à. Tiếp rồi thằng Bo nó bảo tao là như con chó dài cháy đất chạy thừa vậy. Trời ơi, vui gần chết luôn. Lu à, có một điều tao phải công nhận ở mày. Cái gì mày cũng dở, nhưng có một cái mày rất là giỏi. Là gì đấy? Đó chính là mày rất giỏi trong việc phá cảm xúc của người khác. Mày là Lu bên tao. Ôi trời ơi, tao phải thấu mày hả? Lu à, mày biết không, tao chuyển qua bên đây là để trốn mày đấy. Nhưng tao không hiểu vì một riêng trời định nào đấy. Mà thành mặt biết mày vẫn qua đây với tao được là sao vậy hả Lu? Ai giới thiệu cho mày đấy hả? Thì tao coi video của mày đấy, xong rồi tao thấy mày qua bên mai tháp về, thế là tao qua theo. Trời ơi các bạn ơi, thế là toàn bu em nhà tôi rồi. Thằng Lu nó đi theo tôi qua đây thì thôi, thân mình lo còn chưa xong, bây giờ mình còn phải lo thêm một con chó. Mà thay vì con chó này nó biết canh nhà cho chủ, nó biết sủa người lạ vào nhà thì đã đành đi. Con chó chuyên mục bộ môn ăn hại, tiến sĩ ngành hàn không, ăn hàn và ở không, suốt ngày chỉ ỉ trên giường thế này thì thôi xong rồi. Bây giờ tôi phải giải quyết như thế nào với anh Lu ấy nhờ? Thôi nghe mà, lỡ nó lên đây rồi, ít nhất mình cũng đã có những cái kỷ niệm rất là đẹp với nó trong sinh tồn rồi em. Nhưng mà tất nhiên đây không phải là những kỷ niệm đẹp theo nghĩa đẹp mà các bạn nghĩ, ok. Nên thôi, lỡ nó qua đây rồi, dẫn nó đi tham quan một vòng quanh làng cũng được anh em ạ. Lu ơi, tao bảo Lu này, Lu ra ngoài giường Lu cày với ta. Lu ơi, tao bảo Lu này, phận làm con chó thì cày làm sao. Thế bây giờ mày cũng muốn đi tham quan làng không? Thì có, đi tham quan làng thì bảo tham quan làng. Còn mày đặt đi cày đi cút. Trời ơi, tao không ngờ chỉ mới một khoảng thời gian ngắn tao không gặp mày mà giờ vốn tiếng Việt của mày suốt một trẻ em mầm non bây giờ. Lu ơi, sao mày gọi tao chiều mến thế Dô? Tao có dự cảm không lành về điều này. Mày đoán đúng rồi đấy. Mày chả chả chiều thở luôn. Chả chiều chả chiều. Lu à, lại. Tao nói cho bà biết, ngày hôm nay tao dẫn mày đi tham quan làng thì làm ơn đừng làm cái điều gì đấy nó kỳ cục giùm tao cái nha Lu. Ơ kìa, thằng này, mày lại khinh thường trình độ văn hóa học hết lớp 12 của tao à? Dù sao thì tao cũng là một con chó có học thức đấy. Mày khinh thường tao vừa thôi.
Vấn đề không phải là tao khinh thường mày, mà vấn đề là tất cả mọi người đều khinh thường mày chứ Lu. Ờ kìa, ai khinh thường tao bao giờ? Ai? Fan tao. À, fan là thượng đế nên thì thôi tao không cãi được. Nhưng mà ngoài fan tao có ai khinh thường tao nữa đâu. Đúng là không ai khinh thường mày nữa. Nhưng tao chắc chắn với mày một điều rằng, sau khi mày gặp toàn bộ hero team thì tất cả mọi người đều sẽ khinh thường mày. Sao lại khinh thường tao? Tại sao 23 năm trên cuộc đời tao chưa từng bao giờ thấy con chó nào ngu như mày luôn đó Lu. Mày nhá, tự ái nhá, mày đồng cảm lòng tự ái của tao nhá. Tao ít ra thì cũng là một con chó có học thức chứ bộ. Thôi 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 thôi, nói chung là mày làm những việc bình thường như những con chó bình thường cho tao. Ok, bây giờ đi này, đi qua đây, tao sẽ dẫn mày qua gặp Simi đầu tiên. Đi, đi qua đây, qua đây. Chim ơi! Chim! Hello Chim My! Ngày hôm nay anh xin giới thiệu với Chim My một vị khách chắc chắn sẽ đi qua nhà Chim rất là nhiều để mua đồ ăn luôn. Ồ, ai hả? Ta-ta-ta-ta! Con Lu, con chó của anh! Wow! Gì ạ? Gì ạ? Đây là con Lu của anh hả? Đúng rồi! Trời đất ơi, rồi biết sao rồi. Sao? Trước cái giờ em chưa thấy con chó nào xấu như vậy luôn đó rồi. Mày ui vậy luôn. Trời ơi, tao nói là mày xấu đau, xấu đớn luôn luôn. Trên cuộc đời này, tao ghét nhất là người nào body Samsung người khác. What? Mày phải chuẩn bị cho cái giá mày phải trả đó à. Mày làm gì được tao? Ôi dồi ôi, nhưng mà người ta nói thật mà, xin nói thật mà. Mày xấu thật mà. Đây là lần thứ hai trong video này mày bảo tao xấu. Tô à. Mày rồi, mày luôn, mày thích body Samsung không luôn, thả luôn, thả luôn, Samsung mày, Samsung mày hả luôn. Tại gì mất á Sim, tại gì mất á, trời nó cắn đau cho luôn á Sim ơi. Trời đất ơi, mình Lu gì thôi nó cắn dữ vậy đó. Thôi em ơi đó, em có biết là con Lu nó ghét nhất là ai chơi nó xấu không? Ủa vậy hả, à? Ai biết đâu, thôi xin lỗi bé Lu nha. Đúng rồi, mặc dù nó xấu thiệt nhưng mà em phải kêu nó đẹp trai. Lu đẹp trai. Đây là lần thứ 3 trong video này mày kêu tao xấu rồi đấy Lu. Mày thích body Samsung không? Muốn bị chặt được không? tao đùa mà. Trời khổ rồi, Sim ơi, có gì ăn Sim? Trời ơi, có nhiều lắm, đây thật đơn, ủa thật đơn nói trời hồi. À thôi không sao, thật đơn hôm nay có bánh kem nè, bánh táo nè, có cả thịt gà nữa, trời thịt gà hôm nay hơi bị ngon luôn anh. Bỏ qua thịt gà đi, lấy bánh kem với bánh táo giòn Lu ăn. Mày nhìn mặt tao giống một con chó ăn chay lắm hả Lu? Nghe thịt gà cho tao, chay lại. Thôi, thịt gà xin ăn nhiều dầu mỡ lắm, mày nhìn người mày đi. Sau khi không có tao ở lại kèm cặp cho mày chế độ ăn uống hợp lý thì bây giờ nhìn mày khác là con lợn không hả, con chó kìa. Này này nha, tao nói cho mày biết nha, béo lên là biểu hiện của tình yêu đấy. Có con chó nào ngu yêu mày vậy? Này này nha, này nha, nói cho mày biết nha, người yêu của tao là một chú chó vô cùng xinh đẹp nha. À thế à, thế bữa nào dẫn đi ra mắt đi. Ok bà luôn, nhưng mà tóm lại không ăn bánh kem với bánh táo đâu, kêu thịt gà cho tao. Tao nhớ mày thích thịt bò mà phải thịt gà đâu. Tao đổi gu ăn uống rồi. Thế bây giờ có kêu không hay muốn tao cắn nữa? À, con Lu này Lu quá không gặp bây giờ láo nhờ. Thế bây giờ mày cắn tao với việc tao đánh mày, cái nào nguy hiểm hơn? Ê, từ đó đến giờ tao mới thấy có một đứa gọi là hỏi con chó của mình là mày cắn tao với tao cắn mày đứa nào nguy hiểm hơn á. Mày đi cắn nhau cái chó luôn. Ờ, rồi tóm lại Chim ơi, cho anh hai phần thịt gà. Rồi, ok, ok. Ít dầu mỡ ra em. Vâng, ok, ok. Trời ơi, ăn gà mà ít dầu mỡ, ăn gì nữa anh em. Thôi, chịu ơi. A few moments later. Trời đất ơi, cảm ơn Rô nha. Trời, cảm ơn Lu nó. Trời hôm nay Lu ăn hết đồ ăn quán em luôn. Trời, mốt, nhớ, vô kêu Lu quán em nha, nhớ nha. Vô gì nữa mà vô, đừng có xuống nó vô nữa. Trời ơi, anh em biết gì không? Cảm ơn Lu nha. Thôi, đừng em mở là mốt vô nữa giờ, anh em biết gì không? Nó vô, nó kêu lúc đầu tôi có 2 phần gà, xong cuối cùng nó mua nguyên cái quán của Sim luôn anh em. Và người trả tiền là ai? It's me, Chico, tôi nè. Hết tiền luôn rồi. Cái con này nó ăn dữ thần u anh em, bây giờ còn đói không luôn? Với một chuyên gia ăn hàng nợ không như tao thì tao xin mà tiếp tuyên bố với mày là tao chưa no, để tao đi ăn tiếp nè. Mày là quái vật hay gì ăn nhiều vậy? Từ trước tao xin tồn với mày tao bệnh thế mà. Trời ơi, Ê, đi ăn cám xê không? Gì? Cám xê á? Rồi, con khoái tụ của tao. Đi. Ok, thế đi. Đi nào. Ok anh em à, bây giờ mình là phải dẫn thằng Lu đi ăn tiếp rồi anh em ơi. Không, nhưng mà nó cũng phải thông cảm cho Lu anh em à. Mình biết Lu cố tỏ ra là mình ổn thôi, nhưng mà tôi biết là trên đường đi tới đây rất là xa xôi, đường xói lặn lội anh em hiểu không? Nên là bây giờ chắc nó cũng đang đói lắm, bởi vì đi đường dài mệt mà anh em. Hả?
ai mệt? Thì mày mệt, mày đi đường xa tới đây rồi mày mệt chứ gì? Tao đi đường máy bay chứ không đi bộ đâu mà mệt. Vui mà. Ủa sao mày đòi ăn nhiều vậy? Tao là một chú chó văn minh văn hóa có học thức tốt nghiệp trường đại học Anh Hàn ở không. Tâm môn sống của tao là sống để ăn chứ không phải ăn để sống. Nên là cứ ăn đi khi đời cho phép. Cứ ăn đi vì mình đẹp. Ừ mày cứ ăn đi vì mình đẹp. Mốt mày béo phì cho coi. Vô đây. Trời ơi lỡ rồi tôi vẫn vô luôn các bạn ơi. Xin chào quý khách. Ờ quý khách muốn ăn gì ạ? Ăn gì hả? Lâu ơi muốn ăn gì luôn? Quý khách ơi sao quý khách không làm món lại đưa cho con chó lừa vậy quý khách? Trời bà không biết ngày hôm nay trời. Đúng là nhân viên mới chưa trả sự đời các bạn ạ. À. Tôi nói cho cô nghe, tôi hôm nay đi heo chỉ là phụ thôi, tôi chăm mấy con chó này nè, con chó này nó nhiều tiền lắm hiểu không? Ăn bao nhiêu cũng được hết, nó trả tiền. Wow. Ok không? À, vậy tức là chó này là chủ chứ quý khách không phải là chủ à? Đúng rồi, tôi đâu phải chủ đâu, quý khách trong cái nhà này tôi là tớ. Bạn hiểu không? Tôi khổ lắm à. Rồi mà đừng khổ. Quý khách muốn mua gì ạ? À? Ai mà kêu tôi có tên nhà ngoài, tôi tên là Lu nha, kêu tôi là chó ngoài tôi cắn bà. Trời ơi, con chó biết nói gì kìa vậy? Đây mới là biểu hiện của những con người bình thường nè các bạn. Trời ơi, chị ơi, chị cái này là người ta mặc đồ quá trang con chó ơi chị, chứ không phải là con chó thiệt đâu. Đây là yên tâm, không có chó biết nói đâu. Vậy tôi kêu tôi tưởng thật thế, quý khách cho quý khách mua ăn gì? Im lặng tôi tao đi trong nói luôn. Chị cứ lấy cho em 2 phần gà, 2 phần hamburger với lại 1 phần khoai tây chiên với lại nước coca được rồi chị. Dạ vâng, quý khách cứ ra kia ngồi tao lên tôi mang ra bàn ạ. Dạ vâng ạ. Đi cái mày, nhanh lên. Bây giờ tôi quánh mày bây giờ. Trời luôn rồi. Đi vô quán nhà người ta mà nó còn nói chuyện chứ trời không hiểu luôn á. Giờ muốn sao luôn. Trời ơi, con chó có miệng là để nói chuyện chứ trời. Giờ tao có miệng mà mày không cho tao nói chuyện, mày khóa mà tao lại nữa vậy ông từ xin ra cái miệng cho tao một tí. Tao nói cho mày biết, ở trong cái thế giới này chó là chỉ biết sủa. Ok. Ủa tao tưởng ở trong cái thế giới này là mày biết sủa luôn. Mày muốn ăn đòn nữa không luôn? Hả luôn? Hay mày không muốn tao cắn mày không? Thôi cứ hờ tí là dọa cắn tao. Thôi chờ đồ ăn ra, ăn nốt rồi về nhà. Ok. Rồi các bạn ơi, ngày hôm nay mình giới thiệu cho con Lu hai quán ăn luôn. Một quán của Simi, một quán của tôi. Tôi nghĩ là ngày nào nó cũng sẽ qua hai quán này nó ăn quá anh em ạ. Thế là tôi lại viêm màng túi anh em ơi. A few moments later. Trời ơi, no quá cô ơi, mày đi chậm thôi, mày đi gì nhanh vậy cô? Đi nhanh chơi con Lu. Đi lên, trời ăn có chút xíu rồi, thấy chưa? Ăn mà không vận động cơ thể gì hết trơn, bây giờ béo ù ù lên rồi kìa. Vô đây. Đây lên nhà tao là đây, giường trên đây, lên đây. Trời ơi, cái con Lu này. Đó, không có con chó nào sung sướng như mày luôn, được vô phòng chủ ngủ luôn á. Trời ơi, cái cảm chướng quá cô ơi. Trời ơi, tao nằm như kia nằm hoài luôn á. Thôi mày đi ra ngoài đi, tao nằm ngủ như đây đi. Ê Lu, này phòng tao luôn á Lu. Phòng mày, phòng mày chứ giờ tao đây là phòng của tao, ok. Ok, mày chứ ok. Mày phòng tao mà đi mày vô mày chiếm vậy luôn. Tình nghĩa anh em, có chắc bền lâu. Khổ trước trương trao tề mới à. Khổ trước trương sao, khổ trước xuống sao, gì mà khổ trước sao. Nhà này tao là chủ, còn mày là bếp, ok bạn. Không ok bạn, tao là chủ, còn mày là con sen. Bây giờ nghe mày, con sen không, hả? Thì tôi làm gì quánh người ta hoài. Ôi, thì tao đi đường xa xôi lên đây tao mệt rồi. Thì để cho tao ngủ tạm trên đây đi, mày xuống mày đi chơi đâu vòng đi cô. Ngủ tạm nữa nha, mày giật phòng tao là tao đuổi mày ra khỏi nhà. Tự biết rồi, trời ơi, lâu lâu mới thoát khỏi cái cảnh rừng già rừng rú kia mày. Mày làm gì ghê quá à. Ok luôn bạn, ngủ đây, tao đi đây chút. Nhớ không có phá nha. Trời ơi, biết rồi, mày nhắc hoài. Trời ơi, ghê, vui quá trời. Trời hồi trước ở trong cái rừng kia đâu có máy tính để chơi đâu, vô đây chơi vui quá. Nhưng mà chơi game hoài cũng chán, giờ làm gì vậy ta? Hay phải kiếm gì ở chơi mới được chơi game hoài chán muốn chết luôn. Trong cái phòng gì đâu mà nhỏ xíu bằng lỗ mũi vậy trời. Không bằng cái phòng hồi trước ở trong cái rừng kia nữa. Giờ sao ta? Ui, trời cái giường đâu mà giường 2 tầng vậy, nhỏ xíu trời. Này gì đây? Cái này là chết cha. Đi cha. Thôi xong rồi. Ý, chết. Thôi, bây giờ cô tỏ ra là mình không làm. Cô tỏ ra mình không làm. Thằng đó sẽ không biết mình làm. Thằng cô sẽ không biết mình làm. Ok, cứ nghĩ đi. Không sao. Trời ơi, anh khổ quá Sim ơi. Hả? Thôi. Sao vậy? Cái chuyện của anh với con Lu á, thật ra là hồi trước á,
anh ở trong sinh tồn. Cái xong rồi cái anh gặp con lưu rồi nè, hồi trước có mình anh à, anh bị lạc vô đổ quan mà. Xong rồi cái một ngày đẹp trời, không mây, không trăng, không gió, không cái gì hết trơn á. Xong rồi cái anh vô tình anh gặp nó, anh coi như đó là một cái nhân duyên. Anh đem nó về nuôi. Xong rồi anh thấy nó cũng vui vui, nhưng mà càng ngày nó càng lộ qua tính xấu em. Ngủ nó tàn tè trên giường không à. Xong rồi nó làm tranh đồ ăn, ăn dụng tùm lum hết trơn á. Hey. Trời anh ơi, thoát luôn khỏi cái hòn đảo đó rồi. Anh thoát khỏi hòn đảo rồi, anh tự động thoát khỏi nó rồi. Nhưng mà không ấy bà, nó theo anh tới đây luôn rồi, giờ sao? Trời đất ơi, hey. Mà tính ra hình như con Lu là gọi là chó hoang ở trong rừng đúng không? Đúng rồi. Thì đó, chó hoang này rất là khó dạy luôn. À mà em nói anh nghe này, anh á mà cứ chiều nó hồi nãy á, em nó kêu cho anh cũng mua hết cho nó, anh chiều nó rồi đó. Đấy, anh mà cứ chiều nó như vậy hồi nó sẽ hư cho qua, mà nó có khi nó leo lên đầu anh ngồi luôn á. Đấy, không trời, được đâu. Bây giờ nó leo lên đầu anh nó ngồi là còn gì nữa em. À, rồi vậy à. À, em có cách này nè. Sao anh không thử nghĩ mình sẽ huấn luyện cho con Lu làm sao nó sẽ trở thành một con chó gọi là gì ta, trung thành với anh, và nó sẽ lúc nào giúp đỡ anh chứ không phải leo lên đầu anh ngồi á. Huấn luyện con Lu hả? Ừ. Tính ra là đó giờ anh nuôi chó, anh không có nghĩ tới cái việc huấn luyện á, anh chỉ biết nuôi là nuôi thôi à. Ơi bây giờ không ấy em cho anh cái chia sẻ đi, em từng huấn luyện con Mưa mà đúng không? Trời ơi, bé Mưa của em hơi bị thông minh luôn, nó quét nhà, quét cửa, nó còn gọi là chăm sóc em, nó em sốt luôn á. Trời ơi, vậy chó biết quét nhà luôn. Trời anh nhìn bé Mưa vậy thôi, bé Mưa giỏi lắm luôn á. Đấy. Ủa còn huấn luyện sao, chị anh nói chuyện với. Đầu tiên mình phải gọi là dạy cho con Lu cách gọi là gì ta, nghe lời theo chủ nhân. Đầu tiên em sẽ cho anh một bài học rất đơn giản luôn. Bây giờ anh gọi là ví dụ anh đưa tay của anh ra đi, sau anh bảo là Lu bây giờ mày bắt tay tao đi. Sau đó lấy ra khi nó bắt tay của anh sẽ cho nó một miếng đồ ăn coi như phần thưởng. Đấy. Đó. Đó là bài tập đầu tiên, anh cứ thử làm cái đấy đi, lỡ nó lại nghe lời anh sao. Cái này hay nè anh em. Có anh em nào mà đã từng nuôi chó, mà anh em đã từng huấn luyện chó không? Anh em thấy cái bài tập của Simmy, cái bài huấn luyện của Simmy hợp lý không anh em? Ôi tôi thấy này hợp lý anh em. Tại đó giờ tôi chịu luôn quá, riết bây giờ nó hư anh em ạ. Thôi chắc giờ tôi sẽ áp dụng cái bài này của Simmy quá. Với cả là anh em có cái bài tập nào để huấn luyện chó, để anh em nhớ comment bên dưới gọi là chỉ cho tôi nha. Để gọi là những cái bạn coi video á, các bạn biết rồi không, các bạn sẽ gọi là làm theo những bạn nào nuôi chó, bạn sẽ huấn luyện chó theo không. Ê mà khoan Simmy. Ví dụ mình huấn luyện cái đó xong rồi nó trở thành một con chó tốt thì nó tốt đến mức nào Sim? Nó tốt lắm luôn á, nó tốt như gọi là một người bạn trung thành của mình. Đây em sẽ gọi là biểu diễn cho anh xem nha. Mưa ơi, anh nha. Rồi bây giờ Mưa làm theo chị nha, nếu em làm theo chị sẽ cho em một cái bánh nha, được không? Rồi bây giờ Mưa chạy một vòng quanh đi, chạy vòng tròn này trai. Ôi. Đấy thấy chưa? Rồi, đứng yên. Wow. Rồi. Chào anh Râu kìa, anh Râu kìa chào nào. Nha. Wow. Chờ thấy chưa? Và đặc biệt Mưa còn gọi là biết leo cây, là Mưa leo cây chị xem coi. À đây không có cây. Không sao, Sim em mát vậy, Sim em mát vậy, tính nhanh nó có chút xíu em mát có leo cây. Trời anh đừng nhìn vậy thôi chứ Mưa leo cây thì giỏi luôn á. Đấy, trời ơi, thấy Mưa nhảy cao không? Đó. Trời ơi, ghê vậy. Rồi, wow. Mưa, tới đây Mưa, tới đây. Ui, ui. Đó. Wow. Đấy, như... Rồi, phần thưởng của em này Mưa. Đây, đó, một cái bánh. Đó, tức là mỗi lần mà nó làm được thì mình sẽ cho nó bánh đúng không? Đúng rồi, đó, làm vậy gọi là cái gì ra, cái con thú của anh nó sẽ có cái mục đích thì nó sẽ làm theo yêu cầu của anh nó. Ôi cách này hay nè. Ơi chắc bây giờ anh đi mua thịt bò về anh dạy anh Lu á, được không ta? Rồi, vậy cũng hay á. Ủa nhưng mà anh chỉ có chắc là Lu thích ăn thịt bò không nhỉ? Ừ, Lu thích ăn thịt bò lắm đó, anh ăn thịt bò là thịt gà, thịt heo là nó thế nào nó ăn hết á. À, con chó gì ăn gì nhiều thứ vậy anh? Trời ơi, con Lu ăn đậm nhạt lắm. Nó là cái gì cũng ăn hết, nó là cái gọi là máy xúc bao tử mà em, cái gì cũng ăn hết. Thôi anh về, anh về nha. Trời ơi, lum bé Mưa anh về nha. Trời ơi, Mưa cu té nha. Bye bye Mưa. Ok. Đó, bye bye. Các bạn ơi, mình nghĩ là mình sẽ đi mua thịt về để mình huấn luyện con Mưa. Mình huấn luyện con Lu đây anh em ơi. Wow. Wow, trời ơi, các bạn nhìn kìa, Simmy với Mưa đang chơi với nhau vui quá kìa. Tôi cũng ước có một ngày tôi với Lu chơi được vậy mà không phải đánh nhau, cắn nhau anh em ạ. Anh em nhìn kìa, trời ơi, hai người họ thân thiết không? Bây giờ mình sẽ đi vô trong mình coi thử coi là con Lu nó ở nhà nó có ngoan quá. Lu ơi, tao về rồi nè Lu ơi. Ơi, thằng cô vậy, thằng cô vậy. Ngủ. Lu ơi, tao có mua thịt cho mày nè Lu ơi. Trời ơi, nhưng mà trước tiên á, để ăn được thịt là mày phải nhảy ông chồng nha. Lu ơi, dậy. Này, hình như có cái gì đó thiếu anh em. Tôi nhớ là có cái gì đó ở đây thì phải. Có cái gì đó sai, từ từ. Rồi máy tính bật hết lên luôn rồi. Ây trời ơi.
rồi, hiểu mà cứ chạy bây giờ rồi, lâu chạy, mày làm gì cái KBC của tao? Hello. Vậy cái ai biết gì đâu, tại cái KBC của mày, tao tiếc tao KBC ấy vậy. Chắc chắn cái của mày thôi, trong phòng mày nãy giờ có mỗi mày thôi, giờ tao đi chút xíu tao đi về, cái KBC mất tiêu rồi là sao? Hả? Có nôn hay không hay là muốn tao quánh mẹ luôn? Thì người ta lỡ tay, người ta đập vỡ KBC rồi, chứ biết gì đâu. Sao mày la tao dữ vậy? Tức quá mà. Đi có chút xíu vậy đầm KBC. Bình tĩnh. Mình không thể nào dạy bét một cách bạo lực như vậy được. Mình không thể nào lặp lại sai lầm hồi trước được anh em ạ. Lu ơi, vang vọng đâu đấy trong tiếng gọi yêu thương và nồng cháy của mày mang một chút gì đó biến thái. Lu à, mày đã làm tao sợ đấy. Thôi bây giờ cái gì mất thì nó cũng đã mất rồi, thì tao sẽ không truy cứu trách nhiệm về mày nữa. Thật hả? Trời ơi rồi, I love you bạc bạc. Nhưng mày phải đền lại cục PC mới cho tao bằng chính tiền túi của mày. Kìa, sao lại bảo không chi cứu trách nhiệm nữa? Bây giờ không chi cứu thì không chi cứu, chứ mày không đền cho tao lấy gì tao làm video hả? Ê, rồi tiền đâu tao đền? Ha, bây giờ đi để tao động lực cho mày. Thì bây giờ mày cày tiền, mày mua lại cục PC mới cho tao. Tao cho mày hết 64 cục hình này, ok không? Wow. Hả? Có thật hả? Ok luôn, tao sẽ đi làm kiếm tiền, tao mua PC mới cho mày. Ok bạn nha, tao chờ nha. Wow, chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi thôi mà Lu đã tìm được việc làm để mua PC mới cho tao rồi. Wow, trời ơi, Lu thiệt là thú vị. Trời ơi, tao mà go. Nhưng mà tao hát một điều á Lu, biết gì không? Trời, điều gì mày cứ nói tao làm hết. À, thật ra là nếu như mà mày cầm cái số tiền mày mua PC cho tao, mày ra chợ mày mua lại có thể là hơn 64 cục thịt đó Lu. Trời ơi, không chịu, mày dụ tao. Mày dụ tao là không chịu, mày trả tiền cho tao đi luôn. Trời, 100 triệu của tao. Trời ơi, không chịu không à. Ok các bạn ơi, và tôi biết Lu được đoàn tụ rồi. Bây giờ tôi biết cách huấn luyện Lu rồi anh em. Yeah. Không chịu không, trả tao 100 triệu à. Cô dụ tao. Trả gì mà trả nữa. Trời ơi, có hốt gì đâu à. Bye bye mọi người và hẹn gặp mọi người những video kế tiếp nha.